Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu thông báo, từ 11 giờ ngày 31 tháng 3 đến 11 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2022 ghi nhận 937 trường hợp, từ 63.998 đến 64.934 trong năm 2022 dương tính với SARS-CoV-2, trong đó ca bệnh là F1 526 ca, ca bệnh ngoài cộng đồng chưa rõ nguồn lây 411 ca, huyện Tam Đường 64 ca, trong đó 37 ca là F1 đã được quản lý, 27 ca ngoài cộng đồng huyện Phong Thổ 138 ca, trong đó 111 ca là F1 đã được quản lý, 27 ca ngoài cộng đồng. Huyện Sinh Hồ 141 ca, trong đó 52 ca là F1 đã được quản lý, 89 ca ngoài cộng đồng. Huyện Than Uyên 65 ca, trong đó 31 ca là F1 đã được quản lý, 34 ca ngoài cộng đồng. Huyện Tân Uyên 54 ca, trong đó 15 ca là F1 đã được quản lý, 39 ca ngoài cộng đồng huyện Mường Tè 125 ca, trong đó 53 ca là F1 đã được quản lý, 72 ca ngoài cộng đồng. Huyện Nậm Nhùn 115 ca, trong đó 94 ca là F1 đã được quản lý, 21 ca ngoài cộng đồng. Thành phố Lai Châu 235 ca, trong đó 133 ca là F1 đã được quản lý, 102 ca ngoài cộng đồng.